Ở trong nhà tôi thì có bố tôi bị tiểu đường. Cho nên là cái vấn đề mà ăn uống của cụ rất quan trọng. Đặc biệt là những bệnh nhân tiểu đường là do chúng ta cả một cái, đặc biệt là tiểu đường type 2. Đó là do chúng ta cả một quá trình, một thời gian bao nhiêu năm chúng ta dùng các loại, hay là dùng chế biến sai các loại tinh bột, hoặc ăn các loại cái chất quá ngọt, thì bây giờ cần phải điều chỉnh. Nhưng mà điều chỉnh như thế nào thì rất khó. Đôi khi ông cụ bảo là bố ăn, bây giờ bình thường ông đã ăn ngày 3 bát cơm, bây giờ giảm xuống ngày 1 bát cơm, rồi là 9 giờ bắt đầu, 8 giờ ăn, 9 10 giờ là bắt đầu chân tay bủn rủn rồi, bởi vì cụ thể trạng rất khỏe. Thì khi này thì tôi bảo thôi, thì khi mà tôi dùng thử cái sản phẩm Nutri Fukuda ấy, thì không có đường. Sản phẩm này hoàn toàn không có đường. Nếu như mà những ai mà quen ăn ngọt thì ban đầu đúng là dùng thì hơi khó khăn một chút. Nhưng mà khi mà chúng tôi đã sử dụng và tôi đã bảo bố là bố thử xem, thì ông cụ đã thử và con ơi thấy ngậy ngậy con ạ, à. Và thấy là thế thì được rồi, vậy bố thử đi. Như vậy thì cứ buổi sáng thì đáng ra lại ăn 2 bát cơm, bây giờ ăn 1 bát, sau đó là 9 10 giờ uống một cốc sản phẩm, hay là một cốc thực dưỡng, hay là một cốc theo phương pháp Osawa, thì nó sẽ giúp cho ông cụ không bị tụt đường huyết. Cái nữa ở trong này thì có rất nhiều các loại chế phẩm từ các loại hạt. Thì bạn biết rồi, những cái loại hạt ngũ cốc rất tốt cho những người tiểu đường. Đặc biệt ở trong đấy, với cái phương pháp chế biến tốt thì bảo quản được toàn bộ cái lượng vitamin ở trong đó. Thì giúp cho cơ thể khỏe mạnh, không bị mất đường huyết hay là không bị tụt đường huyết. Và tinh thần thì sảng khoái. Ông lo nhất là đi đâu mà đói. Cái tiếp nữa là ở trong đó thì các bạn bạn biết rồi là có sản phẩm Focodan, và cái thứ hai nữa là beta glucan. Hai cái này kết hợp lại là một người ở độ tuổi cao niên rồi lại chống được oxy hóa, chống được các tế bào ung thư, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên ông cụ bây giờ cũng thích lắm. Hôm nay về bạn có thể áp dụng được với cho gia đình mình. Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi ạ.